tùy vào nhu cầu của mỗi bạn khi xem clip này đó. Nếu như bạn muốn nhanh thì mua và tèm cho rồi cho nhanh, còn nếu mà bạn muốn tự vọc tự trải nghiệm thì bạn cứ theo cái thao tác của Thanh và cứ làm từ từ, nó cũng sẽ ra số, không sao hết. Tới cái phần nhắm mục tiêu chi tiết rồi, vị trí quảng cáo thì bạn cứ bấm cho Thanh vị trí thủ công, tắt Instagram, tắt Messenger đi ha. Để xuống cuối chỗ có ưu khóa và phân phối nè, bạn click vô và chọn cho Thanh là khách hàng tiềm năng. Ok, tới đây bạn sẽ đặt tên là UC quảng cáo, UC for đăng giờ. Mình chọn trang, mình kéo xuống, mình chọn các fanpage Thanh đứng chạy. Anh chọn ở đây là bạn viết có sẵn. Anh sẽ bấm vô cái nút là tạo web viết. Đó, nó hiện cái này lên. Thì bây giờ mình sẽ tải cái bộ ảnh có sẵn của thằng Fundraiser lên. Sau đó là mình sẽ copy cái phần nội dung ảnh, bấm vô, bấm tải ảnh và video lên. Rồi, còn mở ra thằng Fundraiser ha. Đây, đó, đóng những cái ảnh Fundraiser, mở ra. Rồi, coi như là ảnh có sẵn.